Xin chào bạn, mình là Dương Dê, chào trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Và trước khi bước vào những nội dung chính của ngày hôm nay thì các bạn cho mình xin một phút quảng cáo nhé. Đấy là hiện tại Cellphone S đang có cái chương trình giảm giá cho cái điện thoại Tecno Spark Go 1. Bây giờ là đang còn là 2.250.000 đồng, một mức giá phải nói là rất là rẻ. Thì đối với cái dòng này thì nó có một số những cái điểm, ví dụ như là cái thiết kế của nó, các bạn nhìn là camera đặt chéo trông giống iPhone 15 hay không ạ? Đấy, nó sẽ có một cái màn hình 6.67 inch này, pin 5.000 này. Chip là Unisoc T615. Đấy, tuy nhiên là RAM chỉ là phiên bản RAM 4 bộ trong 64 thôi nhá. Mình cũng đã nói rồi đấy, không có gì vừa ngon vừa bổ mà lại vừa rẻ cả đâu. Cái điện thoại này thì mình cũng đã có một cái video nói rất là chi tiết về nó rồi. Anh em có thể search cái cụm từ khóa là Tecno Spark Go 1 Dương Dê là các bạn sẽ ra thôi. Đấy, màn hình thì cũng chỉ là HD cộng thôi, nhưng mà bù lại thì nhà sản xuất họ cho vào đây là cái tần số quét 120Hz. Đấy, kiểu như vậy. Anh em có thể tham khảo. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên các bạn hỏi là: anh Dương cho em hỏi, em đang sử dụng iPhone 12 Pro Max và có nhu cầu lên đời sang một iPhone khác đỡ cồng kềnh hơn vào khoảng đầu năm 2025. Em đặt ra 3 tiêu chí hàng đầu, đấy là nhỏ gọn, có Dynamic Island và trong tầm giá khoảng 15 triệu thì iPhone 15 thường bản 128GB hàng cũ có phải là sự lựa chọn tốt nhất không ạ? Đấy. Thế thì thực ra là nếu mà với 3 cái tiêu chí này của bạn ấy, thì mình nghĩ là không có sự lựa chọn khác chứ cũng không hẳn là sự lựa chọn tốt nhất, nghĩa là chúng ta sẽ không thể có sự lựa chọn nào khác. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu mà bây giờ cái chiếc điện thoại Dynamic Island mà nó cao hơn iPhone 15 đi thì nó sẽ là iPhone 16. Và với iPhone 16 thì mình nghĩ là đến đầu năm 2025 là giá hàng cũ của nó chưa về 15 triệu được. Và kể cả iPhone 15 Pro cũng vậy. Nên là chúng ta không có sự lựa chọn khác thật luôn. Không có sự lựa chọn khác. Nhưng mà rõ ràng là với 15 thì iPhone 15 thì nó đáp ứng được tất cả các nhu cầu của bạn rồi. Đấy là nó nhỏ gọn, 6.1 inch là cầm nhỏ gọn rồi. Có Dynamic Island và trong cái khoảng giá 15 triệu. Đấy, đúng không ạ? Nghĩa là khi mà chúng ta đặt ra những cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn một cái điện thoại phù hợp ý, thì thứ nhất chúng ta sẽ rất dễ dàng để đưa ra cái sự lựa chọn của mình. Đấy, tuy nhiên nếu mà chúng ta đặt ra quá nhiều các cái tiêu chí thì vô hình chung chúng ta lại giới hạn cái sự lựa chọn của chúng ta. Ví dụ như là 15 triệu mà giả sử như các bạn không quá lăn tăn cái việc lựa chọn iPhone chẳng hạn thì có thể là chúng ta sẽ cũng sẽ có những cái sự lựa chọn khác. Ví dụ nhá, mình chỉ lấy ví dụ thôi. Có thể là một con Samsung Galaxy S24 chẳng hạn. Đầu năm 2025 mình nghĩ là giá nó chỉ tầm đấy thôi thì chúng ta sẽ có thêm một sự lựa chọn đấy. Và tất nhiên so sánh hai con với nhau thì mỗi con nó mạnh một kiểu. Đấy, nhưng mà rõ ràng là iPhone 15 mình nghĩ là nó là một sản phẩm nó phù hợp với bạn rồi. Và các bạn có thể tham khảo qua. Ok, tất cả thông tin mình đã để phía dưới. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Lại một câu hỏi nữa liên quan đến một cái sản phẩm điện thoại nhỏ gọn. Lần này nhiều anh em thích điện thoại nhỏ phết đấy. Rồi, có bạn hỏi là: anh Dương ơi, hiện tại em đang có khoảng 11 đến 13 triệu. Nhu cầu của em là nhỏ gọn, thuận tiện mang ra ngoài. Camera chụp ảnh đẹp, zoom ổn và có khả năng thu âm tốt, loa khá tốt. Em đang tính con Xiaomi 14. Mong anh gợi ý thêm vài mẫu máy nữa để em có thể tham khảo. Cảm ơn anh, chúc anh thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn rất nhiều. Thế thì ở trong cái tầm giá này thì mình thấy cũng có một số những sự lựa chọn khác nữa nhé. Ví dụ như nếu các bạn cần một thương hiệu nó tốt hơn chẳng hạn, bạn có thể tham khảo con Samsung Galaxy S23 đi. S23 thì chắc chỉ cỡ tầm khoảng 13 triệu thôi. Thì cá nhân mình đánh giá là con này là một con có camera chụp ảnh đẹp đấy, zoom ổn, thu âm của S23 mình đánh giá là cũng tương đối tốt và loa của nó cũng khá là tốt. Đấy. Còn nếu mà bảo là gợi ý thêm một cái mẫu nữa, đấy là mẫu iPhone đi, thì ở trong cái tầm giá này chúng ta sẽ có iPhone 10, nếu mà là iPhone 13 mới nhá, thì camera của nó chụp ảnh vẫn đẹp nhưng vì nó không có camera tele nên là nếu mà bạn zoom ấy, thì bạn sẽ chỉ zoom cỡ tầm khoảng 5x đổ lại thì nó sẽ hợp lý, còn nếu mà xa hơn 5x thì nó sẽ bị vỡ hình. Đấy. Nhưng iPhone thì sẽ có một lợi thế rất là lớn, đấy là nó thu âm rất tốt và loa của nó nghe thì ok, nghe hay. Còn nếu mà bạn không lăn tăn cái việc cũ mới thì bạn cũng có thể lựa chọn mua iPhone 12 Pro Max chẳng hạn. 12 Pro Max, à 12 thì 12 Pro Max thì nó lại không nhỏ gọn, xin lỗi. Thì nó là iPhone 12 Pro chứ, xin lỗi. iPhone 12 Pro. Đấy, iPhone 12 Pro thì mình thấy là camera chụp ảnh đẹp, zoom ổn vì có camera tele, thu âm cũng tốt, loa cũng ok. Đấy thì các bạn cũng có thể cân nhắc những cái sản phẩm đó. Còn Xiaomi 14 thì cá nhân mình đánh giá là đây là một cái điện thoại cũng tương đối là toàn diện rồi. Nhưng chỉ có điều đấy là về cái thu âm của Xiaomi thì mình thấy là nếu mà so với cả iPhone thì nó vẫn kém nhé. Ví dụ như ngày xưa thì nó kém nhiều, đấy, bây giờ thì không kém quá nhiều đâu, nhưng mà nói gì nói so với cả iPhone thì nó vẫn kém hơn đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo.
Có bạn hỏi là em muốn một sự toàn diện về camera, về hiệu năng, về pin và đang phân vân giữa iPhone 12 Pro với iPhone 13 thường thì nên lựa chọn máy nào? Thế thì chúng ta cứ so sánh từng phần một đi. Đấy là về camera, thì nếu mà camera nào mà gọi là toàn diện hơn ý, thì mình sẽ lựa chọn 12 Pro bởi vì là nó có camera tele. Về hiệu năng thì mình sẽ lựa chọn iPhone 13 bởi vì hiệu năng của iPhone 13 là tốt hơn mà. Và về pin thì iPhone 13 cũng tốt hơn so với cả iPhone 12 Pro. Như vậy thì với cái câu hỏi này các bạn, thì iPhone 13 nó đang có 2 trên 3 điểm là nó hơn so với cả iPhone 12 Pro. Nên là lựa chọn iPhone 13 nó sẽ là cái sự lựa chọn hợp lý hơn. Đấy, còn ví dụ như bạn mà có hỏi tiếp là em cần một cái thiết kế là nó phải sang trọng hơn cơ. Đấy, thì lúc đấy lại là iPhone 12 Pro. Thì cái đấy là kiểu như là nó sẽ cân bằng hơn ý. iPhone 12 Pro nó sẽ có khung viền thép này, rồi là nó sẽ có ba mắt các kiểu này đấy. Thì lúc đấy chúng ta sẽ nghiêng sang một chút. Còn đấy là mở rộng thêm cho các bạn khác nhé. Còn cái mà mình đã nói trong rất nhiều video đấy là một cái điện thoại nó đáng mua hay không ấy, nó là cái điện thoại nó có phù hợp với cả cái nhu cầu của các bạn hơn hay không, phù hợp với nhiều nhu cầu hơn hay không. Và với mình trong câu hỏi này thì iPhone 13 nó phù hợp hơn với cả nhu cầu của bạn, nên là chốt là 13, nó sẽ là một cái sự lựa chọn hợp lý hơn. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là: chú Dương ơi, cháu dùng iPhone 13 Pro 2 năm rồi thì có nên cố lên để mà thêm 6 triệu đổi lên 14 Pro hay không? Nhu cầu của cháu là ngày chơi game 2 đến 3 tiếng, không quan trọng chip lắm. Chúc chú và ekip nhiều sức khỏe. Cảm ơn rất nhiều. Thế thì với cái câu hỏi này của bạn ấy, thì mình thấy là ngày này. Đầu tiên là bạn đã sử dụng iPhone 13 Pro 2 năm rồi. Và nếu mà bây giờ mà nó không bị lỗi màn hình ấy, thì mình nghĩ là đấy cũng là một điều rất là may mắn. Và thường là những người nào mà đã bị thì chắc là nó cũng đã bị rồi. Đấy. Thế thì chuyển lên 14 Pro thì chúng ta sẽ xem là chúng ta sẽ được cái gì đã. Chúng ta sẽ được một cái sản phẩm mà nó sẽ có một cái form thiết kế mới hơn với màn hình Dynamic Island. Trông thế thôi nhá, chứ cái Dynamic Island là cái mà mình thấy rất là tiện luôn, đấy, tiện hơn nhiều so với tai thỏ luôn đấy nhá, chứ không hẳn là chỉ là nó gọn gàng hơn đâu. Đấy, tiếp tục nữa là cái màn hình của nó là cũng đẹp hơn. Đấy, và nó đỡ bị chiếm dụng diện tích cái phần đen ở bên trong nhiều. Cái thứ ba nữa là cái hiệu năng của nó tốt hơn. Cái thứ tư nữa là cái camera của nó ngon hơn. Đấy là những cái điểm mà cái iPhone 14 Pro này nó hơn so với cả iPhone 13 Pro. Tuy nhiên là cái việc lên 6 triệu liệu nó có đáng hay không ấy, thì bạn cần phải cân nhắc kỹ xem là bạn có thực sự bạn cần những cái đó hay không. Đấy, nếu bạn thực sự bạn cần thì hãng lên. Chứ còn chính ra là mình thấy là những cái sự hơn kém ở đây nó cũng tốt đấy, nhưng mà nó hơn kém ở đây nó giống kiểu là dạng gọi là 1 9 1 10 thôi, nên là cũng cần phải cân nhắc cái điều này. Cái số tiền 6 triệu nó cũng là một cái số tiền cũng đủ lớn ấy, chứ cũng không phải là một cái số tiền nhỏ một chút nào cả, nên là phải hết sức cân nhắc. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, riêng đối với cả iPhone ấy, các bạn cứ tưởng tượng là chúng ta chỉ cần lên mỗi cái bộ nhớ trong thôi là chúng ta đã phải thêm vào rất nhiều tiền rồi, có thể là tiền triệu. Trong khi đó, từ 13 Pro mà lên 14 Pro, chúng ta sẽ có một cái form thiết kế nó khác hẳn về phía mặt trước này. Chúng ta sẽ có cả màn hình, chúng ta sẽ có cả hiệu năng, chúng ta sẽ có cả camera. Thì mình nghĩ là với bốn cái đó chia ra đi, mỗi cái cỡ tầm khoảng 1,5 triệu thôi thì cũng là hợp lý rồi. Đấy, thì mình nghĩ là như vậy. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Có bạn hỏi là: anh tư vấn giúp em một con máy để dùng làm máy chính, giá từ 10 triệu trở xuống, dùng lâu dài, của Samsung hoặc là Xiaomi và mua hàng chính hãng. Em thường xuyên dùng cho việc chơi game Liên Quân, Free Fire, xem phim, nghe gọi, pin trâu một tí, chụp ảnh lâu lâu, chụp ảnh thì lâu lâu mới xài. Nếu như tiết kiệm mà vẫn ngon thì cũng được. Mong được anh trả lời, chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi, thế thì mình nghĩ là không cần đến 10 triệu đâu. Dưới 10 triệu bây giờ nếu mà nghĩ đến Samsung với cả Xiaomi thì chắc là mình nghĩ là nảy số ngày trong đầu sẽ ra hai con. Samsung thì sẽ có đại diện là Samsung Galaxy A55 và Xiaomi thì sẽ có đại diện là Poco X6 Pro. Thế thì giữa hai cái con này mình thấy là như sau này. Đầu tiên là về hộp phụ kiện thì rõ ràng là Poco X6 Pro sẽ hơn hẳn so với cả Galaxy A55 rồi. A55 là hộp phụ kiện có cũng như không, đúng nào. Poco X6 Pro thì sẽ có ốp lưng này, sẽ có sạc 67W, nhanh hơn rất nhiều so với cả A55. A55 thì nó chỉ hỗ trợ sạc 25W thôi, nhưng mà lại không có sạc đi kèm. Về phần thiết kế thì thực ra là đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt mỗi người nhá. Mức độ hoàn thiện thì A55 nó sẽ tốt hơn ở chỗ là nó có IP67 thay vì IP54 của con Poco X6 Pro. Thế tuy nhiên là cái viền màn hình của Poco X6 Pro thì nó sẽ mỏng hơn rất nhiều so với cả Galaxy A55. Tỷ lệ hiển thị ở phía mặt trước của nó lên tới là 90,1% cơ, thay vì gần 86% của Galaxy A55. Về phần màn hình thì rõ ràng là Poco X6 Pro cũng sẽ hơn nhé. Màn hình 1.5K là rõ ràng là hơn hẳn so với cả màn hình Full HD cộng rồi. Hiệu năng thì hơn rất nhiều luôn đấy. Poco X6 Pro sẽ có con chip mạnh hơn, và đặc biệt nữa là bộ nhớ trong là gấp đôi so với cả Galaxy A55. Về camera thì cá nhân mình đánh giá là Galaxy A55 nó sẽ có camera tốt hơn. Về phần pin thì hai con xem với nhau, nhưng mà sạc thì
Poco X6 Pro sẽ nhanh hơn. Về loa ngoài là loa kép cả hai con đều có, vân tay cả hai con cũng sẽ đều có, và chất lượng mình thấy cũng khá là tương đồng với nhau. Nhưng về thương hiệu thì Samsung sẽ tốt hơn Xiaomi. Đấy, vậy thì bạn sẽ cân nhắc xem là với những cái thứ mà mình so sánh như thế thì cái gì là bạn cần hơn. Với cá nhân mình thì thực ra là mình thấy là nếu mà bạn đã chỉ quan tâm đến thương hiệu Samsung hoặc là Xiaomi thì chắc là bạn cũng đã tìm hiểu rồi, bạn cũng không quá lăn tăn cái vấn đề về thương hiệu lắm. Thì theo cá nhân mình thì Xiaomi nó sẽ là sự lựa chọn nó hợp lý hơn ở trong trường hợp này. Còn với cái nhu cầu của bạn thì chơi liên quân rõ ràng là Poco X6 Pro sẽ tốt hơn. Free Fire cũng vậy, xem phim cũng thế bởi vì màn hình của nó đẹp hơn mà. Nghe gọi thì có một cái ưu điểm của điện thoại Trung Quốc đấy là sóng bắt rất khỏe nha các bạn nhé, sóng bắt rất khỏe luôn. Pin hai con xem như nhau thôi, còn lâu lâu mới chụp ảnh thì cái lợi thế của Samsung nữa không phát huy quá nhiều tác dụng nữa. Đấy. Vậy nên với cái quan trọng nhất là cái nhu cầu thôi. Thì với những cái nhu cầu này các bạn thì Poco X6 Pro nó sẽ là một cái sự lựa chọn hợp lý rồi. Và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.